vừa nói lời yêu thương, vừa nói lời hoa mỹ. Vậy mà trong chớp mắt, mối quan hệ Phương Lê - Hồng Loan đã tan thành mây khói. Nguồn cơn đến từ việc nam ca sĩ Nguyên Vũ làm phim ca nhạc về cuộc đời con gái ruột duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng lại không hỏi ý của Phương Lê. Trước ồn ào liên quan tới mình, Hồng Loan đã livestream bật khóc gửi lời xin lỗi đến những nhân vật liên quan trong câu chuyện như Vũ Luân, Diệu Ni, Phương Lê và Nguyên Vũ. Cô thừa nhận mọi lỗi lầm đều là do bản thân mình. Chuyện vừa qua tôi cũng không mong muốn, tôi cũng không mong anh chị trong nhà có hiểu lầm. Sẵn hôm nay tôi muốn xin lỗi đại gia đình vì đã làm cho mọi người thương lo lắng cho tôi. Xưa giờ tính của tôi cũng hời hợt nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì hết, chỉ mong anh chị trong nhà yêu thương ngồi lại nói chuyện vì mọi chuyện không có gì to tát cả. Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng soạn những món đồ cô đã nhận được để trả lại cho bạn bè, những người gửi tặng quà cho cô, bao gồm cả đồ của Phương Lê. Hồng Loan khẳng định tương lai sẽ không nhận quà của ai nữa. Phương Lê cách đây không lâu đã bức xúc cho biết kịch bản của MV ca nhạc do Nguyên Vũ làm có nhiều điểm tương đồng với kịch bản bộ phim mà cô dự định sản xuất cho Hồng Loan với số tiền hơn 30 tỷ. Tại sao tôi phải im lặng chịu đựng gọi điện nói chuyện riêng? Các bạn có thấy vô lý không? Trong khi đó, lúc làm chẳng hề nói với tôi một câu nào. Mắc gì tôi nói chuyện riêng, tôi cần phải lên tiếng cho cộng đồng của tôi, bạn bè và đối tác của tôi biết lý do vì sao tôi không làm phim nữa. Trước sự việc này, Nguyên Vũ thừa nhận làm điều gì cũng chỉ vì muốn Hồng Loan bán hàng đắt khách hơn, được nhiều người ủng hộ hơn. Bản thân của Hồng Loan, Diệu Ni cũng lên tiếng trách ngược lại Phương Lê, có phần quá đáng khi chuyện bé xé ra to. Phương Lê hiện tại đã nói lời tạm biệt, đồng thời hủy kết bạn trên mạng xã hội với người em từng rất thân thiết. Nguyên Vũ thì tuyên bố tạm dừng ra phim ca nhạc về Hồng Loan với lý do nhường nhịn của mọi người vui vẻ. Mới đây, Nguyên Vũ đã đăng tải hình ảnh cùng Hồng Loan, đồng thời động viên tinh thần người em sau nhiều sóng gió. Thương lắm khi thấy em khóc, anh không tặng em những món quà có giá trị lớn, anh chỉ trao em cơ hội và những cái căn bản cần thiết thôi, vì cuộc sống còn dài mà. Những cái căn bản ấy nhỏ nhặt lắm, em không cần bận tâm. Cái chính là em phải tự đi lên từ bản thân mình, tự chủ động và chịu trách nhiệm được với những quyết định của mình, để rồi còn trách nhiệm của một người mẹ với tương lai của những đứa con nữa. Hãy vui vẻ lên và làm việc thật tốt để cùng ông xã chăm sóc con cái và cả Bùm Bùm với Mỹ Mỹ nữa. Gia đình nhỏ của em sống vui vẻ, yêu thương nhau. Trong chính ngôi nhà bà ba Vũ Linh để lại là anh và tất cả mọi người vui rồi nè. Cố lên và mạnh mẽ lên nhé, bé mớm yêu của anh. Trong khi đó thì Bình Tinh, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng đã lên tiếng bảo vệ Hồng Loan. Trước ồn ào này thì cô vui vẻ bảo, ông bà ta hay nói khẩu xà tâm Phật, chỉ là vậy, bụng bà khỏi chê hôi, tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả. Để hai anh chị bớt nóng nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Loan thôi. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng, ai sai, mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá. Chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu, rồi gặp nhau thì về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, cuộc đời bao nhiêu năm. Nhưng thực sự tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng, quan tâm đến Loan cũng như vấn đề này tôi vui lắm. Song song đó thì vẫn có nhiều suy nghĩ trái chiều, nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây. Làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ, dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng, nhưng anh hai luôn kề cận chị Ni, Loan và tôi cũng như tất cả các anh chị, do là anh hai ít nói thôi. Bên cạnh đó, Bình Tinh cũng nói rõ nguyên nhân mình và Vũ Luân ít đứng ra trong những vấn đề liên quan đến Hồng Loan. Mọi người có trách tại sao trong những cái công việc này nọ chị thấy chị Ni chứ không thấy anh hai và tôi? Vì trong những trường hợp quan trọng, ví dụ như là bữa thẩm định nhà đã có cô chú, anh chị em luật sư, người ta xử lý vấn đề này, mình có ở đó đông đảo cũng không làm gì. Loan cũng có nói, anh hai chị ba ở nhà đi, có gì em gọi thì anh chị lên. Còn bây giờ nhà cũng chật, đoàn luật sư cũng đông, lên mình chỉ đứng đó chứ đâu có làm gì được đâu cả nhà. Mình phải thượng tôn pháp luật. Các anh chị luật sư và bên tòa án đã đến rồi, mình phải tôn trọng tất cả mọi thứ. Mình không có quyền quyết định thì mình ở đó để làm cái gì? Nên mọi người đừng nghĩ tôi và anh hai không có ở đó là không quan tâm Loan. Em mình mà thương lắm, sao mà bỏ nó, sao giận nó được. Anh hai thương lắm, Phương Lê cũng vậy, anh Nguyên Vũ cũng vậy, chị Ni càng thương nữa. Tất cả mọi người không ai bỏ Loan, mọi người an tâm, đó sẽ là sợi dây kết nối. Còn Vũ Luân thì sao? Mới đây thì Sao Nam cũng đã lên sóng livestream nhằm nói rõ ồn ào giữa Phương Lê, Nguyên Vũ liên quan đến Hồng Loan. Với vai trò anh hai, Vũ Luân mong muốn là cầu nối để hóa giải mọi hiểu lầm giữa các thành viên. Cụ thể anh chia sẻ, trong lùm xùm đấu tố nhau trên mạng, tôi coi như là trưởng nhóm, tôi không bao giờ muốn câu chuyện này xảy ra.
lần đầu tiên trong team của mình, đầu tiên Kim Lùm Xùm phải nói tới vấn đề Hồng Loan, được mọi người chia sẻ hướng về lẽ phải nên có Hồng Loan hôm nay. Tôi mừng lắm và tôi luôn nhớ ơn người giúp Loan. Tôi cũng muốn nói tất cả đừng có nóng. Câu chuyện này thực sự tôi không biết, vì thường Loan làm gì cũng hỏi tôi. Nhưng sau này Loan đã trưởng thành rồi, tự nhiên có nhiều người thương, tự nhiên tôi quý tình thương đó đối với Loan. Sắp tới mừng thọ của má nữa nên muốn có mặt đủ, không muốn lùm xùm. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình để Ibis được biết với nha.